Từ trước tới nay, việc xin lời khuyên từ những người khác đã trở thành một cơ chế in sâu vào trong mỗi chúng ta. Khi bản thân có những hoài nghi hay thiếu tự tin vào quyết định của mình, thì nhu cầu được lắng nghe những chỉ dẫn lại càng ngày càng cao. Và cho dù bạn có là kẻ cứng đầu nhất thế giới đi chăng nữa, thì cũng sẽ có những ngày bạn phải tìm ai đó để nhận về lời khuyên. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ cảm thấy rằng đôi khi lời khuyên lại là một thứ gì đó rất vô dụng chưa? Nó giống như việc bạn bị ốm nhưng lại phải uống thứ thuốc nào đó tốt cho người khác chứ không tốt cho bạn, và từ đó bạn ốm hơn. Vì mỗi cá nhân sẽ có những chặng đường khác nhau, sẽ có những trải nghiệm và khả năng khác nhau. Chính vì vậy, việc lắng nghe thành công của người khác và áp dụng vào bản thân là một điều đôi khi sẽ chỉ gây ra bất lợi mà thôi. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài viết mang tên là Don't Take Advice, sự thật về các tư vấn viên của tác giả Khoa Nguyễn đăng trên Spider Room. Mình là Summarize và sau đây, hãy cùng bắt đầu video nhé. Video này xuất phát từ quyển sách The Happiness Equation, Phương trình hạnh phúc của tác giả Neil Parishka. Đây có lẽ là một trong những cuốn sách có nhiều ý tưởng mới nhất mà mình chưa từng biết. Mình nghĩ rằng cuốn sách sẽ giúp các bạn nhận ra nhiều quan niệm mới cũng như cách suy nghĩ tiến bộ về hạnh phúc, cuộc sống và làm sao để sống hạnh phúc hơn. Trong phần này, tác giả có đưa ra một trích dẫn từ một ông CEO đã từng nói 97% bệnh nhân ung thư phổi là người hút thuốc và 97% người hút thuốc không bao giờ bị ung thư phổi. Các bạn nhớ nghe kỹ, chừng nào hiểu thì mới xem tiếp nhé. Sau 30 giây động não thì mình cũng đã hiểu được nghĩa đen của câu thống kê trên, tức là ung thư phổi thì gần như là do hút thuốc, nhưng chưa chắc hút thuốc sẽ bị ung thư. Có thể do hút thuốc ít, không bị hoặc đã chết vì nguyên nhân khác trước khi bị ung thư phổi. Nó giống như bên toán học, từ A có thể suy ra B nhưng ngược lại thì chưa chắc. Tại sao tác giả lại đưa câu thống kê này vào? Giả dụ thấy người bạn của bạn hút thuốc, thông thường thì chúng ta sẽ đưa ra lời khuyên là đừng hút thuốc nữa, ung thư đấy. Chúng ta chỉ dựa vào cảm tính và đưa ra lời khuyên cũng cảm tính chứ không biết chính xác người bạn của mình hút bao nhiêu điếu mỗi ngày, hay họ buồn mới hút, hay là một năm hút một vài lần. Và quan trọng hơn, chúng ta không biết chính xác là hút thuốc có dẫn trực tiếp đến ung thư hay không, hút bao nhiêu mới là ung thư và con số cụ thể là bao nhiêu. Chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta thấy đa số người bị ung thư phổi đều do hút thuốc nên chúng ta đưa ra lời khuyên như vậy. Thật trùng hợp là hút thuốc có hại nên những lời khuyên như vậy là hợp tình, hợp lý, không có gì để bàn cãi. Nhưng bạn thử xoay trục vấn đề thì sẽ hoàn toàn khác. Ví dụ mình đang phân vân học đại học hay là học nghề, mình lên mạng tham khảo xem có nên học đại học hay không thì sao? Các bạn ơi, cuối năm rồi, Spy Room đang giảm giá có 102. Toàn bộ những đầu sách ở đây đều đang được giảm giá lên tới 70%. Click ngay vào đường link ở dưới phần mô tả để nhận những ưu đãi kinh khủng ấy nhé. Xin cam kết là sách ở đây vừa chất lượng lại còn vừa rẻ nhất trong lịch sử của Spy Room luôn. Bạn thử tìm trên Google có nên học đại học hay không và kết quả xem như thế nào. Bạn sẽ thấy có khá nhiều bạn trẻ đang mất định hướng, đăng câu hỏi trên các diễn đàn, các báo mạng, các trang tư vấn viên trực tuyến. Dĩ nhiên có rất nhiều tư vấn viên thể hiện trình độ ở đây và câu trả lời của các tư vấn viên luôn luôn phân thành hai luồng, một bên ủng hộ đại học và một bên chọn học nghề. Cũng như lời khuyên hút thuốc sẽ bị ung thư, các tư vấn viên đưa ra lời khuyên vô cùng cảm tính, dựa theo những gì họ nghĩ là đúng, nhưng thực tế không phải là như vậy. Đặt trường hợp họ đúng đi chăng nữa thì họ chỉ là thiểu số trong đa số. Một người học nghề thành công hay là một người học đại học thất bại là do đâu? Có phải do môi trường học, do bản thân, do gia đình? Những nhà nghiên cứu mất cả chục năm mới dám khẳng định một vấn đề thì làm sao một người mới chỉ đọc vài thông tin cơ bản mà có thể đưa ra lời khuyên chính xác được? Các tư vấn viên này là ai? Họ có thể là một đứa chưa học hết cấp 3, hoặc chỉ là một ông mới học đại học chưa học nghề, hoặc mới học nghề chưa từng học đại học. Thực tế là có rất nhiều bạn hay tìm lời khuyên kiểu như vậy. Có nên du học không? Có nên học X hay học Y không? Có nên làm tại XY không? Có nên yêu người lớn hơn mình không? Vân vân. Dù các bạn có tìm kiếm cái gì đi chăng nữa thì sẽ luôn có những tư vấn viên sẵn sàng giúp đỡ bạn. Francis Bacon, một triết gia nổi tiếng người Anh từng nói rằng thiên tài, trí tuệ và tinh thần của một dân tộc được nhận biết thông qua vốn tục ngữ của dân tộc ấy. Tục ngữ truyền tải những quan niệm và giá trị văn hóa hết sức đặc sắc của từng dân tộc. Bằng ngôn ngữ, trí tuệ của người xưa được tinh lọc và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do vậy, giá trị của tục ngữ thường được mọi người chấp nhận là chân lý. Thế nhưng khi tìm hiểu tục ngữ, chúng ta thường gặp những câu có vẻ trái ngược như sau. Vừa rồi chỉ là một vài ví dụ chứ mình đã chọn lọc. Các bạn có thể xem toàn bộ các ví dụ về sự trái ngược này trong bài viết gốc trên Spider Room nhé.
ở khía cạnh ngữ nghĩa. Nhiều câu tục ngữ có tính đối nghịch với nhau. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của một câu tục ngữ phụ thuộc vào tình huống mà nó được dùng hay được tạo ra, hoặc cũng có thể do quan niệm cá nhân khác nhau, người ta có thể nhìn một sự vật, một sự việc với những thái độ khác nhau. Có thể khi nhận xét về cùng một việc làm, có người cho rằng đó là công việc vô ích như là dã tràng xe cát, nhưng có người lạc quan hơn thì cho rằng kiến tha lâu cũng đầy tổ. Bạn thấy đó, từ xa xưa đã có những tư vấn viên như vậy rồi. Hãy nhớ rằng, lời khuyên đa số phản ánh suy nghĩ của tư vấn viên không phải suy nghĩ của bạn. Trung tâm học nghề sẽ khuyên bạn học nghề, dùng ngắn thời gian. Sếp sẽ khuyên bạn làm việc chăm chỉ. Ba mẹ bạn sẽ khuyên bạn học tập chăm chỉ và kiếm một công việc ngồi máy lạnh. Đương nhiên, Viettel sẽ không khuyên bạn xài mobile phone. Trung tâm du học sẽ không khuyên bạn học tại Việt Nam. Nếu những lời khuyên đều vô nghĩa, vậy những tư vấn viên thực sự đang ở đâu? Họ thất nghiệp à? Nói đi cũng phải nói lại, việc đưa ra lời khuyên là một chuyện, còn việc bạn tiếp nhận và làm theo hay không lại là chuyện khác. Quyết định phụ thuộc vào bạn. Dù bạn có làm theo lời khuyên hay không thì trái đất vẫn quay và máy bay vẫn cất cánh. Và nếu bạn tự hỏi rằng video này có phải là một lời khuyên hay không thì câu trả lời là có, đúng đấy, nó là khuyên đấy. Vậy thì chẳng phải mọi thứ sẽ buồn cười thật sao? Nội dung video khuyên người ta không nên nghe theo lời khuyên của người khác nhưng lại phải nghe theo lời khuyên của mình. Đúng đấy. Nhưng quyết định tin hay không tin phụ thuộc vào bạn. Không phải mọi lời khuyên đều xấu. Điều quan trọng nhất là chúng ta nên học cách hiểu về tình cảnh hiện tại của bản thân để đưa ra quyết định đúng đắn. Lời khuyên sẽ luôn và sẽ chỉ luôn là để tham khảo. Người hạnh phúc biết khi nào nên ngừng làm theo lời khuyên của người khác và bắt đầu lắng nghe bản thân mình. Phải chăng nếu ai cũng nghe lời khuyên thì sẽ không có Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Tesla, v.v. Để kết thúc video, mình xin trích lại 4 câu của tác giả Neil Patrika. The answer are all inside you. Câu trả lời luôn ở trong bạn. Think deep and decide what's best. Hãy nghĩ thật kỹ để tránh lan man. Go forth and be happy. Hãy dũng cảm để hạnh phúc dài lâu. And don't take advice. Và không cần phải nghe ai đâu. Và vừa rồi là video Don't Take Advice, sự thật về các tư vấn viên của tác giả Khoa Nguyễn trên Spider Room. Nếu các bạn thích video này, hãy để lại một like, share và subscribe cho chúng mình nhé. Mình là Samurai và xin hẹn gặp lại các bạn trong một lần khác. Peace.